phiền phức, bạo lực và xảo trá. Isaac trong vai Lâm, một vận động viên judo khiếm thị và cũng là cậu em trai đáng thương trong phim. Diệu Nhi trong vai Diệp, cô bạn quản lý xinh đẹp ở đội tuyển judo quốc gia. Diễn viên Phi Phụng trong vai Dì Tám, bà hàng xóm thích hóng chuyện và buôn chuyện của Phong. Và cuối cùng xin được giới thiệu người cầm trịch dự án này, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn cho ekip của chúng ta ạ. Sau đây thì Kim Nhã xin được mời đại diện nhà đầu tư lên sân khấu tặng hoa cho đạo diễn và dàn diễn viên của bộ phim. Xin trân trọng kính mời ông Trần Thê Sinh, tổng giám đốc CJHK Entertainment và ông Trần Tuấn Lương, giám đốc sản xuất Liên Á Phim. Đến đây thì anh có lời nào muốn nói và chào đến tất cả quý vị khách mời và các anh chị báo chí phóng viên đang có mặt ngày hôm nay không ạ? Phượng rất là hồi hộp và thực sự rất là vui, bởi vì ngày hôm nay là gần như là cũng là ngày đầu tiên mà những cái thông tin gọi là chính thức đầu tiên cũng như những hình ảnh đầu tiên của dự án sẽ được ra mắt ngày hôm nay trong một buổi mà Phượng nhìn thấy có rất nhiều các anh chị nhà báo, có rất nhiều những anh chị mà Phượng cũng đã quen. Thì thực sự thành công của một bộ phim nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, và đặc biệt trong đó không thể không có sự ủng hộ và hỗ trợ của báo chí. Và ngày hôm nay thì rất là mong là trong buổi gặp gỡ thân mật nho nhỏ này thì các anh chị nhà báo sẽ thêm phần nào yêu quý dự án Anh Trai Yêu Quái và ủng hộ dự án Anh Trai Yêu Quái để ra mắt vào tháng 11 này. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Sau cái ngày này, còn với cái nhân vật Phong thì em nghĩ thì chắc để cho mọi người, ví dụ như Isaac nhận định. Tại vì thường á, em con người em lúc này lúc kia, cho nên nhiều khi em cũng không biết đâu là em. Lúc thì rất là ít nói, lúc nói rất là nhiều, lúc rồi rất là quậy, lúc thì không chịu làm gì. Ví dụ như lúc thì em có thể ở nhà 24 tiếng, mà lúc có thể đi ra ngoài đường mà không thể, mà không muốn về, cái kiểu vậy á. Cho nên nó cũng hên xui lắm. Cái nhân vật Phong thì em thấy sao? Lần đầu tiên cho Isaac xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay. Thực ra thì Isaac không thân bên Tuấn lắm thôi, để Nhi nói. Dạ, em xin chào các anh chị đang có mặt ngày hôm nay. Nói về anh Kiều Tuấn thì em với anh Kiều Tuấn đã hai anh em thân thiết với nhau từ lúc mà lúc đó hai anh em cũng chưa có nhiều dự án, thì lúc đó còn hai anh em còn đi đóng mấy cái tiểu phẩm trên truyền hình với nhau. Thì anh Tuấn đối với em là một người rất là tình cảm. Ngắn câu hơi lâu em ơi. Tôi nghe đừng có đừng mấy cái từ đừng có nhìn qua tôi rồi nói tôi không nói nghe, không biết gì đâu nói à. Anh Tuấn nhìn thì sâu sắc với cái tình cảm đủ chứ, anh có cần em phải thêm gì nữa không anh, được chưa? Nhưng mà ảnh thì trong phim ông anh nó cũng láo cá, thì ở ngoài anh cũng láo cá, cũng hay giỡn vậy. Ảnh giỡn là ảnh cũng không phân biệt được là con trai hay con gái. Nhiều khi mình là con gái còn là em, ảnh nó mà ảnh giỡn như là mình là một thằng đàn ông rất là đau, mà ở dơ nữa, ảnh nó dơ lắm. Mọi người thấy cái áo hôm nay của ảnh quen không ạ? Đó, cái áo này là chụp bộ hình ở bên Busan rồi đó, về rồi không biết có mặt có giặt chưa nữa, giặt mặt luôn. Thì bên ngoài đời thì ảnh là như vậy. Cô bụng có ý kiến gì không? Anh chưa biết hồi giờ là cũng biết ba xe thôi. Mà sao nếu như mà Diệu Nhi, tiếp theo là Diệu Nhi, thì mình thấy Diệu Nhi nói Tuấn xác nhận là đúng đó, chính xác luôn. Xin lỗi anh. Không, em xin lỗi anh. Dạ thật ra thì em nghĩ chắc cũng cỡ 50% đi anh. Dạ, cho khỏe. Không, cái này thì Isaac nói thêm, tại vì hồi nãy là Nhi để Nhi nói, tại vì Nhi là thân với anh Tuấn cho nên là Nhi sẽ biết là bên ngoài anh Tuấn thế nào và giống bao nhiêu phần trăm. Còn riêng bản thân Isaac thì Isaac chỉ được tiếp xúc với anh Tuấn là trong 3-4 tháng thực hiện bộ phim này thôi. Nhưng mà thực sự phải nói rằng là sau khi tham gia xong với anh Tuấn mới hiểu vì sao mà mọi người đánh giá rất cao về cái gọi là cái tay nghề của anh Tuấn. Bởi vì Isaac nghĩ là đúng là thực sự là mình diễn hài thì đó là trong người ảnh rồi, có nghĩa là bây giờ là ngồi nói chuyện với anh cũng thấy anh hài nữa đấy. Nhưng mà thực sự phải nói là tích tắc một phát là anh Tuấn có thể đi sâu vào cảm xúc và có thể không phải lập tức mà mọi thứ rất là tự nhiên. Thì em nghĩ đó là hiện giờ, từ trước đến giờ em diễn xuất là nhiều người rồi, nhưng mà thực sự là khi mà diễn với anh Tuấn mới cảm thấy thực sự là được diễn xuất với một diễn viên có tay nghề cao nó thế nào. Bởi vì cảm xúc nó ra từ trong em nó là dễ chịu một cách thoải mái lắm. Cho nên thực sự hồi nãy anh khen em là đánh giá cao diễn xuất em, cảm ơn anh. Nhưng mà thực sự phải nói là sự hỗ trợ rất lớn tên Kiều Minh Tuấn nó mới tự nhiên như vậy.
Anh cảm ơn em rất nhiều. Nhân đây anh cũng muốn hỏi Isaac là em tập luyện cái judo và về cái cảm giác mà một người không thấy đường á là khoảng trong bao lâu, và cái điều khó khăn nhất của em trong cái vai diễn này là gì? Tại vì anh thấy em diễn rất rất là đáng thương một cái cậu bé, và nó đương nhiên là anh nghĩ là đây là một cái vai đột phá của em đó, thì em có thể chia sẻ quá trình của mình để nhập vai và cái điều khó khăn nhất của em khi nhập vai diễn này là gì không? Em cảm ơn anh. Em nghĩ ở đây chắc là mọi người bởi vì chưa xem hết phim chấp bằng judo cho nên là em cũng không dám nói nhiều phần đấy, nhưng mà thú thật rằng là em chỉ có đúng 10 ngày để tập chấp bằng judo cho phim này thôi, và 10 ngày đó nó kéo dài giống như một tháng tại vì nó kẹt cái lịch làm việc của em bình thường nữa. Thì riêng về những phần đoạn mù á, là cứ mỗi khi về nhà là em bắt buộc phải tập, có nghĩa là đầu tiên mình phải tập cảm giác không thấy đường trước, là lúc nào em cũng phải sinh hoạt tất cả mọi thứ trong nhà giống như là một người mù, cũng như là không thấy đường luôn, ăn uống đi lại vệ sinh tắm rửa mọi thứ phải làm sao để mình quen cảm giác là người mù họ sẽ đưa tay thế nào. Đôi khi mình sẽ, nếu mình không để ý, mình sẽ đưa tay giống như là bị cố tình vậy, nhưng mà thực sự là khi bất cứ người mù nào họ cũng sẽ đưa tay giống như là họ để phản xạ, họ tìm một cái phương hướng cho mình, thì em phải tập luyện cái chuyện đó hàng ngày cho tới khi mình quen cái chuyện đấy, và sau khi đã quen chuyện đấy rồi bắt đầu mới mở mắt ra và mở khăn bịt mắt để làm sao mình thấy đường, nhưng mà mình vẫn phải nhớ cảm giác khi mình không thấy đường thế nào cho mọi thứ nó tự nhiên. Thực sự thì là mọi thứ nó phải ăn sâu vào máu của mình giống như mình tập nhảy vậy, cho nên là em cũng mất khá nhiều thời gian cho phân cảnh này, cho cái kỹ năng này cho đến khi quay luôn. Dạ vâng ạ. Dạ cho em nói thêm về cái phần judo là em chưa thấy ai mà thông minh như Isaac này. Anh tin không, có 10 ngày thôi đó, em múa còn chặt lên chặt xuống, mà Isaac có thể đánh những thế võ mà đến nỗi mà em ngồi uống cà phê riêng với ông thầy mà dạy á, ông thầy còn nói chứ trời ơi, cái cậu ca sĩ này á có năng khiếu dễ sợ luôn, cái thế võ mà cái thần thái á, nó giống như là đúng là dân mà dân mà đi thi thi đấu rồi gì đó. Mà thì có thử vật em lần là em trốn luôn á anh, em trốn luôn á. Cảm ơn nhiều ạ. Dạ, thank you, cảm ơn rất nhiều. Một vai nữ của chị Phi Phụng em rất là thích. Vậy thì chị có thể chia sẻ những cái bộ trang phục trái cây mà chị nói là do ý tưởng của chị, của đạo diễn để làm cái phục trang cho chị ạ? Cảm ơn em. Cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã tới đây dự họp báo của đoàn phim Anh Trai Quái. Phi Phụng, khi mà đạo diễn mời Phi Phụng cái nhân vật này mà nói với bà Tám là mình thích liền. Tại vì mình là cái dạng như mà phụ nữ mà nhiều chuyện, là cái đó thôi, nhiều chuyện đủ thứ chuyện trên đời để mà nói. Rồi phục trang thì là đạo diễn nói để con thấy cô rồi qua nhiều hình ảnh kia rồi tóc tai này kia, con muốn cô rồi phải khác. Tại vì trong cái vai, trong cái phim này thì mình buôn bán trái cây qua mạng đó, cho nên á mà trái cây hư hoài tại lo nhiều chuyện đó. Đi giao cho người ta mà nghe người ta có chuyện là mình nhào vô, mình nghe rồi mình táp từ sáng tới tối luôn, trái cây hư luôn. Buôn bán trái cây cho nên mỗi ngày phải mặc một cái áo, nay trái lê, trái khế này kia đó, rất dễ thương nhau. Mà mặc vô ai cũng thích, tạo hình nhân vật rất là dễ thương. Mà mình không ngờ trên phim mình mập dữ vậy trời. Ở ngoài này, ủa cô tập cái gì mà cô ốm dữ vậy trời, nó có tập đâu. Ở trên phim đì tôi, trong nở mà ngoài teo. Một câu hỏi cuối nữa là anh muốn dành cho Diệu Nhi. Là thật sự là người ta đã, khán giả đã quen em với những cái vai hài. Mà như chia sẻ này của em nói là em không có cái vai này của em không có nói câu hài nào hết. Vậy thì trong khi diễn em cần phải tiết chế, hoặc là em có sợ người ta nghĩ là mình đang đóng vai hài hay không, và cái cách diễn em phải tiết chế như thế nào? Dạ em cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho em. Thật ra thì khi mà đóng vai này em không có sợ gì hết, bởi vì trước khi đóng thì khi mà đi gặp anh Phượng mấy ngày đầu á thì em có hỏi anh Phượng sao mà anh dám giao cho em, bởi vì ở cái gương mặt của em không biết tại sao nhiều người nói em là nhìn mặt em đã thấy mắc cười rồi, thì em không có hề làm gì luôn á, em chỉ thở thôi mà người ta cũng cười nữa. Thì cái điều đó là anh Phượng anh nên suy nghĩ lại. Anh Phượng mới nói không, mặc dù nhìn em như vậy thôi nhưng mà nội tâm của em rất là sâu sắc, anh biết điều đó. Cho nên là anh Phượng nói là anh muốn thay đổi cái cách khán giả nhìn về em, và em cũng muốn là khán giả sẽ nhìn thấy em ở một cái phương diện khác, ở những cái biểu cảm khác. Với lại một phần nữa thì em cũng có tuổi một chút rồi, thì em cũng muốn hình ảnh những cái vai diễn của mình đa dạng hơn. Mặc dù là cái vai diễn này của em không có một chút hài gì hết, mà có thể là khán giả nhìn em có những cái phân đoạn sẽ nhìn em mà không cười nữa mà sẽ khóc.
sẽ ngấn lệ. Thì em hy vọng là khán giả sẽ đón nhận cái hình ảnh mới trong vai diễn này của em. Và em cũng cảm ơn anh Phượng rất là gan dạ khi mà giao cho em cái vai diễn này. Và em cũng không có gồng để mà vô vai diễn này, bởi vì trước khi quay thì mấy anh em cả đoàn phim gặp nhau và thoại với nhau và làm tâm lý chung với nhau. Thì khi vào vai em rất là thoải mái. Nhiều khi em cũng không cần diễn gì hết, em chỉ đưa mắt qua, đưa mắt lại thì tự nhiên cái nhân vật nó nhập vô em lúc nào em không biết. Chỉ ra hậu trường nói chuyện với nhau thì tự nhiên em dịu dàng một cách lạ kỳ ở hậu trường phim này, bởi vì phim này nó em không có phải cần phải làm gì hết mà tất cả mọi người đã hỗ trợ cho em rất là tốt. Em hy vọng là vai diễn lần này em sẽ lột xác thêm một lần nữa và mọi người sẽ nghĩ khác về em hơn. Em xin cảm ơn anh. Xin lỗi, còn một ý nhỏ nữa là cái cảnh mà Isaac mà bị mất cái quần ở trong cái cảnh phân cảnh này nãy á, thì tôi muốn hỏi là có phải là Isaac phải khỏa thân 100% hay không, và cái cảm giác của em hay là đương nhiên mình phải, hay là mình phải có những cái biện pháp che chắn kỹ thuật và ngứa lắm khi mà phải diễn cảnh như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Xin hết. Thực ra thì lúc mà đi từ trong bờ đi ra ngoài biển á, lúc đó là có khá là nhiều du khách xung quanh cho nên em có mặc một cái quần da, nhưng thực ra mặc cũng như không thôi. Và xuống nước là cảm giác đầu tiên là nó lạnh, hồi cái nó ngứa, có sứa và em với anh Kiều Minh Tuấn hai người cũng sợ lắm, cho nên lúc đó là có mặc quần hay không mặc quần chắc chắn cũng sẽ ngứa khắp nơi và ngứa đủ thứ hết, cái chỗ cần ngứa sẽ ngứa đấy. Nhưng mà may mắn rằng là đoàn phim anh trai quá đã có tính toán rất là kỹ rồi, cho nên thật ra hai anh em ngâm nước sơ sơ thì cũng chỉ có đến chiều thôi, cũng có nhiêu cho nó để quay phân cảnh đó. Dạ vâng. Thì cái cảm giác đầu tiên là nghĩ tới phân cảnh đó, mỗi lần nghĩ tới em nhìn sẽ ngứa thôi. Cứ thật ra con sợ, tại vì ở dưới thì chỉ, nếu mà có thấy chỉ có cá nó thấy chứ không ai thấy hết. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Xin chào mọi người, em là phóng viên bên South Star. Và em có... Nói chung là em được biết thì anh Isaac với lại Kiều Minh Tuấn ở ngoài đời là cùng tuổi nhau. Nhưng mà phải không? Cái này là anh Kiều Tuấn tao nha. Ủa phải không? Tao tên thì sai hả? Ủa trong đúng, này đúng rồi chị ơi. Em MC hay quá. Hỏi con nào đau người đó đi. MC hay quá. Em được hỏi tiếp không? Được. À, em có hỏi thì em. Vậy thì khi mà đóng anh em với nhau á, thì có gì khó khăn không anh? Sao anh? Em trả lời trước đi. Tao hỏi anh mà. Tao hỏi anh. Ủa hỏi anh à? Bằng tuổi em mà đóng vai anh em có gì đâu không? Không. Có gì mình cảm xúc như thế nào? Mình có gì khó khăn không để mà gọi một người bằng tuổi mình là em á? Trời, thật sự ra lúc mà quay phim á tôi không hề đau. Cho đến hôm nay em sẽ nhắc là mình biết mình phải đau. Không phải tại em. Thật sự ra là anh quen cái kiểu mà anh Tuấn quen cái kiểu mà mọi người á từ nhỏ rồi, lúc mới dậy thì đúng rồi, lúc mới dậy thì mà mới bể giọng mà mẹ đã chê rồi, giọng như dịch đực rồi. Rồi từ đó rồi mọi người cứ kêu là sao mày già, kể cả đi thi vô trường sân khấu á, vô đó rồi ai cũng nói mình già, nhìn thấy ghê. Mới lúc đó mới có 20 tuổi mà mọi người kêu là nhìn mày giống như là hai mấy tuổi, 30 tuổi, cho nên riết quen rồi. Đó, nhiều khi chỉ có những người khác bỡ ngỡ chứ mình cũng không có buồn lòng, cũng không bỡ ngỡ. Cũng bình thường. Hôm nay em cũng ngạc nhiên lắm thì mà em biết luôn. Em nhấn lại lần hai là đau á. Em xin lỗi. Thực ra là từ lúc mà lần đầu tiên Isaac gặp Tuấn là Isaac đã gọi anh Tuấn một cách gọi là rất bình thường rồi đúng không? Cho đến giờ gặp quay xong phim ở ngoài đời vẫn gọi là anh mà. Ngoài đời gọi anh, chỉ có là bản thân Phượng là hơi khó thôi, bởi vì là lần đầu tiên mà gặp Tuấn để mà bàn về vai diễn này mà phải xưng là chào em, anh rất là vui được gặp em, và phải xưng anh với Tuấn là cảm giác lúc đấy rất là ngượng miệng khi mà đứng trước mặt Tuấn và phải xưng anh với Tuấn. Oh. Hình như anh sợ dự án không thành sao đến không giờ phải. Anh dám nói hả? Chứ lúc này anh gặp Tuấn và anh kiểu
nhưng mà Tuấn bây giờ nên xưng tên chào Tuấn Phượng các thứ để cho nó thân mật, hay hay là mình phải ra oai ngay, mình là đạo diễn mình hơn tuổi mình phải xưng anh, nhưng mà nhìn mặt Tuấn và cảm giác xưng anh và gọi Tuấn là em rất là khó. Có em. Nhưng mà cũng may là bây giờ quen rồi cho nên là đỡ ngượng, lúc đấy lúc đầu rất là ngượng miệng khi mà nhìn Tuấn như này và gọi Tuấn là chào em. Ok, I'm fine. Dạ, cho em xin được hỏi là có anh chị nào cũng muốn đặt câu hỏi cho ekip của mình nữa không ạ? Có câu hỏi nào nữa không ạ? Ok. Dạ em là Huy bên An Ninh TV, em xin hỏi một câu dành cho Diệu Nhi và cô Phi Phụng. Tại vì ở dự án mà Vua Huy Đại Náo thì hai cái tuyến hai người rất buồn cười, nhưng mà rất tiếc là hai người chưa có tiếp xúc nhiều trong bộ phim. Không biết bộ phim này thì hai vai diễn của Diệu Nhi và cô Phi Phụng có tiếp xúc hay không ạ? Tạo ra sự thú vị cho bộ phim. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Em hỏi câu hỏi đó thì trong cái phim Vua Huy Đại Náo thì là có không có dính nhau. Tại vì Ngọc Trinh mới là cháu của mình, còn Ngọc Trinh là bạn của người này, bạn của Diệu Nhi, rồi hai người đi bỏ nhà đi thì không có dính. Nhưng mà trong đây thì cái tuyến này hai người dính nhau rất là tình cảm. Bà này nhiều chuyện mà bà biết, bà rất thương Lâm, tại vì Lâm bình thường là rất giỏi giang, tuyển thủ judo, nhưng mà bây giờ bị tai nạn cho nên một mình không có ai chăm sóc, rồi biết cái cô này là bạn gái đó, cho nên bà chuyện gì bà cũng tâm sự cô này. Trong cái phim này hai nhân vật này rất là gần gũi và rất là tình cảm, mà bả nói bả nhiều chuyện quá riết rỡ số không ai tin bả trơn, có mình cô này tin bả cho nên bả tin cô này. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ rồi, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi rất là tình cảm cũng như rất là thú vị của ekip Anh Trai Yêu Quái, và hy vọng rằng bộ phim khi được ra rạp sẽ được tất cả mọi người ủng hộ thật là nhiều ạ. Xin cảm ơn ekip. Cảm ơn các anh chị đã đến đây ngày hôm nay ạ. Xin mời ekip mình di chuyển về chỗ ngồi ha.